cung cung bơ đơ tốt về mai dê dà hoa cung về mai cung cung bơ đơ tốt về mai dông dà hoa răng về mai cung cung bơ đơ tốt về mai kia hiệu đăng ấy về mai cung cung bơ đơ tốt về mai kia chân đăng ấy về mai. Hay quá, bây giờ tiết mục này hấp dẫn các bạn. Giờ anh hát là sớm, giờ anh hát là mà có thể khen cổ rồi, mời anh làm miếng rượu cần các bạn. Đây mình sẽ mời anh cái ống mình chưa hút ra đó. Đây anh làm biết anh cái ống mình kia đó ống miếng rồi, ok đây. Trời ơi, chăm sóc ca sĩ đây các bạn nghe hấp dẫn nhá, đó đó coi. Ôi ôi đã bạn ơi, đâu hấp dẫn đó, chỉ có kênh Nhật Kiếm Lịch mới tạo ra những khoảnh khắc vui vẻ rồi thú vị các bạn xem chứ. Những bàn chân trần trên đất bước đi dọn ra bồi hồi tình cũ bay xa chín xôi mười đời tay còn không chìm đêm nay không thương em sống em sống em nhà giống vật đông anh lừa cô cái xa đây hát câu gì hát câu gì mà chẳng yêu đi. Ok các bạn, thì rời khỏi Đắk Lắk Buôn Ma Thuột, hiện tại Nhật Ký Du Lịch đang có mặt tại Pleiku Gia Lai, đó di chuyển qua ghi hình các tỉnh Tây Nguyên cho bạn xem. Và trời thì cũng đang mưa các bạn, trời đang mưa, mình tới mới vừa tới luôn, mới vừa nhận phòng luôn. Thì ở đây là homestay gì, Sora homestay các bạn, đó, nó nằm ngay trung tâm của Pleiku. Giờ review cho các bạn cái khu mình ở rồi để các bạn biết khi chúng ta du lịch ở Gia Lai, Pleiku rồi mình biết cái nơi mà mình ở để mà đi những cái điểm gần gần trước và sau đó sẽ đi tham quan khám phá những cái điểm xa sau các bạn. Chẳng hạn như là gì, gần Pleiku thì có gì biển hồ các bạn. Đó thì mới vừa tới giờ vô phòng bạn. Vô cho bạn xem phòng nha. Đây ngồi ngoài xích đu rồi nói chuyện với bạn, bây giờ vô trong phòng nè. Đây là một cái khu gọi là khu homestay mà theo như Nhật Ký Du Lịch thấy thì nó rất là đẹp luôn bạn. Đó, có những cái phòng, những cái home riêng biệt như thế này. Đây, giờ mình sẽ vào cái phòng của mình tối nay sẽ ở đây một đêm và sáng ngày mai tiếp tục ghi hình cho các bạn một số những cái điểm tham quan ở Pleiku Gia Lai. Sau khi review cái phòng cho bạn xong thì Nhật Ký Du Lịch sẽ đưa các bạn, chúng ta sẽ đi ăn tối nha. Kiếm một trong những cái quán gì đó gọi là đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên, đặc trưng ở Pleiku Gia Lai đây. Ăn những cái đặc sản Tây Nguyên rồi người đồng bào người ta chế biến rồi như thế nào thì tí nữa là sẽ ghi hình trọn vẹn. Đêm nay mình nhận phòng ăn uống ra sao và ngày mai đi du lịch ở những điểm nào sẽ ghi hình hết trong video này cho các bạn xem, và hy vọng là trời không mưa các bạn, tại vì hiện tại trời đang mưa, đang mưa nhỏ giọt các bạn, cho nên hy vọng là trời không mưa để ghi hình ẩm thực Tây Nguyên cho các bạn nhé. Để vô phòng các bạn. Đây, cái phòng mình ở là nó nằm ở một cái khu dạng như là khu nhà view hồ cá, view vườn các bạn. Đây nè, phía trước là view hồ cá nè. Đó, có hồ cá cảnh đồ ở trước, bạn thấy đẹp không? Rồi, ok, vô phòng. Đấy. Đây, phòng mình đặt tối nay là đáng lý là lúc đầu mình đặt phòng một giường các bạn. Nhưng mà phòng một giường hết rồi, cho nên là lấy phòng hai giường để review cho các bạn luôn. Phòng hai giường nó có giá là 600 một đêm bạn, 600 một đêm, còn mà phòng một giường là giá 400 một đêm đó, những home như thế này nè. Đây, bên đây là một cái kệ để treo quần áo, rồi có máy sấy tóc nè, rồi vợt mũi nó đầy đủ. Bên trong phòng là có những đôi dép để chúng ta đi nè, những cái tấm nệm rồi để chúng ta ngồi nữa bạn. Đó, bên đây là một cái gương, một cái ghế nhỏ dạng như cái bàn để ngồi trang điểm đồ này kia. Có ô cắm luôn nha các bạn. Đó, đây cũng có gương luôn nè. Và ở đây là nhìn ra được cái mặt phía trước bạn. Đây, mình có thể mình thả cái rèm xuống các bạn. Nếu mà mình muốn riêng tư, không có ở bên ngoài không có nhìn thấy vô, người ta đi lòng vòng ngắm cảnh rồi, người ta nhìn thấy phòng mình, mình thả cái rèm này xuống các bạn nè. Đó, thấy không? Có rèm kéo đây. Rồi, ok. Kéo thả cho nó sát lại, nó che lại bạn. Đó. Rồi, để xem cái nệm các bạn. Để con flycam trên đây. Trời ơi, mưa gió. Đây, nệm nè.
Ôi, rất là dày luôn các bạn. Ôi, ôi, đã ghê các bạn ơi. Đi cả một một buổi chiều từ bên Đắk Lắk đi qua. Trời ơi, tới Gia Lai giờ này là mưa tầm tã. Mà đỡ cái làm khi mình tới mình nhận phòng bạn là hết mưa luôn. Còn lét đét một vài hộp bay trên trời á. Sẵn ghi hình cho các bạn luôn. Thì ở đây người ta thiết kế theo cái dạng là nhà, những cái home này họ làm bằng gỗ, cái sàn họ cũng lót bằng gỗ luôn bạn. Đó, và những cái bóng điện như này là họ thiết kế theo cái dạng điện màu vàng các bạn, chứ không có điện trắng nha. Nó tạo một cái không khí nó ấm áp các bạn. Đó, bên đây những cái cửa sổ mà khi mà buổi sáng chúng ta cũng có thể mở cửa ra. Mình mở cửa sổ ra là ở ngoài kia là khu vực vườn các bạn. Giờ này đang mưa nhập kiếm lực không có mở đâu. Và tối mình ngủ thì mình thả cái rèm xuống các bạn nè. Đó. Mình thả rèm xuống, rồi mình thả xuống nó che lại. Rồi qua đây. Tiếp tục qua đây. Bên đây cái view ở đây là tương đối đẹp các bạn nè. View đây là sáng sớm mình kéo cái rèm ra đúng không? Là nhìn ra phía mặt trước là hồ cả nè. Đó, ngồi phía trước nhâm nhi ly cà phê rồi cũng vô cùng hấp dẫn các bạn nha. Các bạn thấy cảnh chưa? Rồi bên đây. Đây có tủ lạnh, bên trong home là có tủ lạnh luôn nha các bạn. Đó, tủ lạnh. Cái gì? Ấm đun sôi. Rồi nước ở trong phòng là miễn phí, còn mì đây là hình như là tính tiền các bạn đó. Ở trong cái nào miễn phí là ở đây home mà người ta sẽ nói các bạn. Về đó cái cập nhật cho bạn cái giá vé rồi. Cái bàn ở đây cũng rất là kiểu như phong cách Nhật Bản các bạn thấy không? Hai cái tấm vừa rồi hai tấm đệm là để chúng ta ngồi đây nè. Đó, ngồi đây mình uống cà phê rồi ăn mì ly, ngắm cảnh bờ hồ nếu mà mưa các bạn ngắm cảnh ra trước hồ cá. Rồi bây giờ sẽ đi ra để cho bạn xem một số những cái khu tiếp theo nữa. Ông đây rất là nhiều phòng bạn, và đây là một trong những phòng mà Nhật Kiều lịch ở tối nay. Thì phòng đơn hết rồi, phòng một giường hết rồi, nên lấy phòng hai giường review cho bạn luôn. Đó, thấy nhiệt tình các bạn. Ok, ra ngoài các bạn. Rồi ra ngoài. Tiếp tục đi qua những cái khu khác để xem còn gì nữa bạn. Đó bạn thấy không, rất là nhiều những cái hòm riêng biệt ở đây nè. Bên đây là một phòng khác nữa bạn. Đó, bên đây không biết có khách ở chưa. À, đây một phòng khác nữa. Đó, cũng nằm trong cái khu này luôn. Và bên kia cũng một khu như là sẽ có hai phòng bạn. Một phòng, hai phòng ở nằm, nó nằm riêng trong một khu. Rồi đi ra trước này, thấy cảnh đẹp quá bạn. Tiếng cái là buổi tối, mà nếu mà sáng hôm sau thì Nhật Kiều Lịch sẽ tiếp tục mà ghi hình cái cảnh buổi sáng các bạn. Cảnh buổi sáng ở home nè, cái khung cảnh ở đây như thế nào cho bạn xem. Giờ đi qua bên đây bên mặt hồ cá này, người ta đây đứng chụp hình các bạn, cũng có khách người ta lưu trú ở home nè. Đó, qua đây. Bạn thấy buổi tối rồi lên đèn lung linh không? Buổi tối nó có cái vẻ đẹp của buổi tối, sáng có cái vẻ đẹp của buổi sáng bạn à. Đây, qua đây. Qua đây cho bạn xem tiêu cảnh nè, đó. Hồ cá rồi lên khói khói rồi bay ra bạn nè. Đó, bạn thấy cảnh đẹp không? Trời ơi, hôm nay ta trang trí, ta thiết kế tiểu cảnh rồi này kia đó, camera lên cho bạn xem trên xuống này đó. Đây đẹp không bạn? Đó, nước chảy rồi nữa nè. Ôi ôi, cảnh đây tuyệt vời bạn. Bên đây là còn có một cái xích đu để chúng ta ngồi ở dưới cây rồi lên đèn thấy sáng không? Rồi bây giờ xuống khu dưới nha. Đi xuống khu dưới, như khu dưới còn phòng ở dưới nữa bạn. Đi khám phá hết trong đây, nhưng không tay gì, xóa ra không tay nè. Ghi hình hết cho bạn xem. Đó, khi chúng ta du lịch ở Gia Lai Pleiku mình biết cái chỗ mình ở, thì ghi hình xong rồi tí nữa sẽ qua thưởng thức ẩm thực ở Tây Nguyên cho các bạn xem. Đây, xuống đây rất là rộng luôn bạn thấy không, rất là rộng luôn đó. Tôi ghi hình vào buổi tối cho bạn bạn xem, là tại vì di chuyển tới đây nhưng mà mình tranh thủ mình ghi hình, chứ không thì buổi sáng á mình đã sử dụng cái phòng rồi thì sáng sớm á là bắt đầu phòng nó bừa bộn đèn kia nên lười ghi hình. Khi mình đến là mình tranh thủ mình ghi hình luôn, đến ở chỗ nào cũng vậy các bạn. Ở đến khách sạn, villa hoặc là những cái khu du lịch nào mình tranh thủ mình lấy phòng cái là mình review cho bạn biết cái phòng luôn, chứ không là khi chúng ta ở đây rồi xong rồi cái nhà du lịch ở rồi sáng thì đồ đạc nó bừa bộn nên làm biến bật máy ghi hình lắm, cho nên là vừa tới nhận phòng mình bấm máy là vậy các bạn. Đây, thấy cảnh đẹp không? Đó, rất là nhiều khu ở trong đây nè. Sora hôm tay các bạn. Bên đây nữa, bên đây còn một số cái khu phòng rồi bên đây nữa. Mà cái này là view, không phải là view hồ cá bạn, view phòng mình ở bên kia, view hồ cá đó nằm bên phía bên kia. Còn ở đây là một cái khoảng sân lớn nè, rất là đẹp luôn bạn thấy không. Rồi ok, để xem thử ở dưới còn gì nữa hay không. Xuống dưới tới các bạn. Đây xuống đây.
Ở đây có cái lối để chúng ta di chuyển xuống dưới đây bạn nè. Đó. Ở đây có tiểu cảnh rồi nữa bạn. Bạn thấy không? Họ trang trí theo cái kiểu thiết kế theo cái kiểu màu xanh đó bạn. Nó nhìn bắt mắt lắm bạn. Đó, một màu xanh mà cảm giác như mình mát mẻ vô cùng, cỏ đồ xanh tươi, lột cỏ xanh tươi. Ở bên vườn này bạn, camera qua sát này, đó bên vườn kìa. Để vào mỗi buổi sáng là có ghế, có bàn để chúng ta ngồi dưới những cây dừa cảnh, mình uống cà phê, mình ngắm bên kia là cái hồ sen các bạn. Đây mình tìm cái lối mình đi qua, như mình đi lộn đường rồi bạn à. Rồi qua đây luôn. Như đi lộn đường rồi. Rồi camera đi tới đây nè. Trời ơi. Đây leo qua. Đó, review chân thật đi. Rồi chưa? Qua đây. Đó tôi đi lộn đường, tôi đi lung tung luôn các bạn. Rồi qua đây. Đó, chỗ nào đi đường mình đi các bạn. Bên đây là một cái hồ sen. Sáng sớm á là mình ngồi đây cà phê rồi ngắm cảnh vẫn được luôn bạn. Khu này rất là rộng luôn, Sora homestay rất là rộng. Ở dưới có cá, người ta nuôi cá dưới luôn mà. Này buổi sáng sẽ thấy. Không biết là giờ các bạn thấy có rõ hay không, nhưng mà buổi sáng là sẽ thấy cá nước. Mình nhìn buổi tối mà có đèn dọi xuống mình thấy nó cũng trong các bạn, nhưng mà buổi sáng bạn sẽ nhìn rõ hơn. Rồi đi lên lại bạn. Đây khu vườn. Ở bên đây phòng người ta thuê ta ở kìa. Lên đèn lên đồ các bạn. Rồi bước qua đây. Đây rất là nhiều tiểu cảnh để chúng ta chụp hình luôn. Nếu mà các bạn không thích ở khách sạn ở ngoài trung tâm á, thì mình có thể đến ngay chỗ Sora homestay. Ở đây mình ở search trên Google Maps bạn. Sora homestay là sẽ chỉ đường các bạn đến khu vực này luôn. Và mình thấy là cái khung cảnh và cái không gian ở đây á, nó vừa thiên nhiên và nó vừa đẹp nữa bạn. Thì ở vừa rồi ở khách sạn đồ này kia chán rồi bạn, giờ ở homestay thôi, giờ ở homestay ghi hình cho bạn xem. Giờ cứ lủi vào khách sạn không riết chán luôn bạn. Mình phải thay đổi cho bạn biết có sự lựa chọn như ở khách sạn rồi ở homestay rồi như thế nào. Đó, bạn thấy cảnh người buổi tối người ta lên đèn thấy lung linh không? Trời ơi rất là đẹp đó bạn thấy không? Tuy mình đi vào buổi tối thôi mình thấy lên đèn nó lung linh luôn. Rồi ok, bây giờ Nhật Kiều Lịch sẽ vào bên trong phòng nha. Vào phòng vệ sinh cá nhân, tắm rửa rồi sẽ di chuyển đi kiếm cái quán ăn của người đồng bào Tây Nguyên để ghi hình cho bạn xem. Thử là ở khi du lịch ở Gia Lai rồi mình biết cái điểm đó chúng ta đi ăn. Và ăn đặc biệt là chúng ta ăn đặc sản của người đồng bào Tây Nguyên các bạn. Đó, những cái món ăn nó lạ và nó kiểu như là nó hấp dẫn, nó kích thích cái vị giác của mình khi mình nhìn bằng mắt các bạn. Thì để xem như nào các bạn hãy đồng hành hết video cùng với Nhật Kiều Lịch. À, bây giờ chúng ta sẽ di chuyển qua bên quán ăn các bạn, tiếp tục ghi hình cho các bạn nha. Giờ đi cả ngày mệt nhưng mà vẫn cố gắng review chi tiết cho các bạn để chúng ta biết cái nơi chúng ta ở. Rồi ok, lên phòng, let's go, lên phòng tắm rửa, thay đồ rồi sẽ đi ăn. Rồi ok bạn, tắm rửa thay đồ xong hết rồi, trời cũng hết mưa rồi. Bây giờ sẽ đưa các bạn chúng ta sẽ đi ăn ở một quán mà nằm ngay trung tâm của Pleiku Gia Lai luôn bạn. Theo cái gì bản sắc văn hóa dân tộc này kia, ăn theo kiểu thiết kế trang trí cái khung cách quán của người Tây Nguyên các bạn. Đây là quán gì đây? Play Cồng Chiên các bạn. Ở đây là thuộc về làng ốp Bù Dự, thành phố Pleiku Gia Lai. Đó, bạn thấy cái cổng chưa? Rồi ok, đi vào nha. Đó, xem ô tô rồi là mình để dọc hai bên đường để mình vào luôn các bạn. Đó, rồi vào trong. Đây bạn thấy thiết kế không gian quán, bạn thấy nhìn nó theo phong cách của Tây Nguyên các bạn thấy không? Trời ơi, mình đi vào là có cái cổng trước là họ treo cái cồng chiên ở trước nè bạn nè. Đó, trong phong cách Tây Nguyên rồi có những cái cây gì dạng như cây niêu, cây gì của người địa phương của người Tây Nguyên ở đây á. Các bạn thấy không, những cái chòi, những cái tum như thế này là khách ta ngồi nè. Đó, ở trên là có treo những cái dụng cụ nhạc dân tộc đồ này kia. Rồi giờ đi xuống dưới cho bạn tham quan một vòng. Tham quan một vòng rồi sẽ qua bên khu vực mình ngồi nha các bạn. Đây, cho bạn xem một vòng ở bên trong quán Play Cồng Chiên các bạn. Đó, bạn thấy không, những cái chòi, cái tum như là hai bên là khách thì người ta ngồi đó nè. Đó, nhạc cụ của người đồng bào đó, cồng chiên treo đầy đó các bạn. Rồi ơi, nhìn hấp dẫn chưa? Đó, dưới đây còn những cái hình ảnh ở dưới đây nữa nè, xuống tiếp tục ghi hình cho các bạn. Ở bên kia cũng còn là một cái khu vực mà khách người ta ngồi bên kia, rồi khu vực nhà bếp chế biến rồi đây nè. Đó, đi đụng nhập vô bếp bạn. Đây, qua đây. Ôi, ôi, đó, đây gà nướng. Em vô ghi hình gà nướng được không anh? À, đây, đây, bạn vô trong luôn. Đó, đây vô trong đó. Ta à, bạn thấy không, gà người ta nướng theo kiểu ta gác lên vậy nè, cho cái hơi nóng của lửa bốc lên nó sẽ chín dần bạn.
bên kia thịt nướng thịt xiên rồi bên đây nữa nè. Trời nóng quá bạn, vô đây là bếp nóng lắm đó. Cái ống gì thịt ống tre có thịt ở trong á. Đây khu vực nhà bếp. Rồi chào anh nhá. Ra ngoài bạn, ra ngoài kiếm chỗ ngồi. Trời ở trong này nóng quá. Đó khu vực bếp người ta làm ở đây nè. Rồi mình xuống kiếm cái chỗ mình ngồi bạn. Thì qua đây kiếm chỗ ngồi, giờ vừa hết mưa rồi người ta đi ăn đông các bạn thấy không? Đó khung cảnh nó quán nè. Nó rất là rộng luôn. Rồi xuống dưới đây. Không biết là ở trong đây họ có chơi được cái nhạc cụ của người đồng bào hát theo cái điệu Tây Nguyên hay không. Thì tí nữa nếu mà có thì sẽ nhờ mấy anh đây người ta phục vụ cho mình. Và hy vọng là có bạn, tại mình nghĩ ở đây là phong cách Tây Nguyên rồi thì chắc chắn là sẽ có phục vụ nhạc rồi này kia cho chúng ta nghe. Rồi lên trên. Đó đây là không gian ở bên trong quán, mình vừa đi một vòng từ trước mình đi ra sau luôn các bạn. Rồi giờ đi lên nè, đi lên kiếm cái chỗ mình ngồi nè. Đó rồi có em gái phục vụ nào đi đâu mất rồi. Đây lên đây. Rồi chào anh. Dạ. Em ngồi trời nào đâu đấy. Em ơi. Anh nhờ chứ. Lúc nãy anh đặt là trời nào đâu. Tay không? À rồi ok. Rồi lên chơi bạn. Đây, bạn thấy không? Bỏ dép ngồi đây ngồi bệt luôn bạn à. Đó lên ngồi bệt nè, có quạt có đồ đầy đủ. Trời ơi. À nè. Có quạt nữa bạn. Đó, ở mỗi một cái khu vực người ta sẽ làm một cái tum riêng. Người miền Tây mình gọi là cái tum á, còn đây là gọi dạng như thiết kế kiểu nhà sàn các bạn à. Một cái bàn để chúng ta ngồi thưởng thức ẩm thực. Thì khu vực này là mình ngồi tầm khoảng cỡ chục người vẫn được bạn. Ở bên đây ngồi 5 người, bên đây ngồi 5 người vẫn được. Rồi ok, ngồi để xem cái menu bạn. Đây mấy em đi đâu hết rồi. Ở đây xem cái menu nè. Rồi đầy đủ đây nè. Đây cho bạn xem menu nha. Đó đầy đủ giá cả. Tôi đi đâu là tôi cập nhật cái menu giá rồi cho các bạn xem nè. Đó để chúng ta biết khi mà du lịch mình tới những cái địa điểm, những quán ăn nào mình đều biết giá. Mình xem trước là mình biết giá trước rồi bạn. Em ơi. Trời ơi tôi vô thì ta đi đâu hết rồi. Vô ghi hình ra đi đâu hết rồi. Kêu cái phục vụ ra gọi món thưởng thức cho bạn xem chứ. Đó, đến đây thì mình sẽ kiếm những cái món đặc trưng của người Tây Nguyên các bạn. Thì gà nướng cơm lam đa phần là đặc trưng của Tây Nguyên là gà nướng cơm lam bạn à. Gà nướng cơm lam, nhưng mà giờ mình sẽ kêu những cái món khác nữa. Coi thử còn cái món nào mình để hỏi thử có em phục vụ nào. Anh ơi, à có bé nào đây em nhờ xíu em gọi gọi món á, order món á. À cho order món em trai. Dạ. Ở đây là mình đặc sản ở đây là gì? Dạ, đặc sản ở đây là cơm lam gà nướng anh. À thì ngoài cơm lam gà nướng là có gì nữa? Gà nướng có lá thì có lá mì. Lá gì? Lá mì ngoài Bắc gọi là lá sắn, còn miền Nam mình gọi là lá mì. Lá mì hả? Vâng, là của non của lá khoai sắn á. À. Vâng, được xào với cả lòng gà hoặc là xào thịt. Xào thịt. Dạ vâng. Ngoài món đó thì cũng có loại có bò, có dê nai nướng ống tre hoặc là muối kiến vàng. Muối kiến vàng. Dạ vâng. Dạ. Rau thì có rau rừng xào hoặc là luộc. Còn có rau lang xào với cả chấm trứng. Vâng. Ngoài món đó thì có món các hạn là món dế. À dạ, vâng. Món dế. Dạ vâng, hoặc là có miến xào với cả miến nấu. À dế dạ. Những con dế đúng không? Dạ vâng. Trời ơi đó, toàn dạ. Là đặc sản của Tây Nguyên không à. Bây giờ sẽ gọi một số món rồi đặc trưng ở đây nha. Gà nướng cơm lam thì bạn ăn nhiều, ăn 2-3 tập video trước ở Đắk Nông, Đắk Lắk cái gì nhiều rồi. Bây giờ sẽ gọi những cái món đặc trưng nè. Nãy em nói gì à? Cái lá mì nó có đắng không? Dạ cũng bình thường anh chứ không đắng lắm. Dạ được. Dạ đắng là do cà đắng thôi. À vậy đắng là do cà đắng. Dạ vâng. À còn lá mì là bình thường. Dạ vâng. Gọi là đặc sản đặc trưng của người Tây Nguyên người ta hay dùng là dạ, cái... dạ vâng ạ. À vậy cho một phần lá mì, cái lá mì mình làm gì ngon? Lá mì thì có xào thôi ạ. Xào. Xào lòng. Và chỗ có ở dưới nhà em còn có nấu xào với mì gói này. À xào mì gói rồi. Xào với cá. À dạ vâng. vậy xào gì ngon thì cho xào dĩ đi. Dạ vâng, mấy quán này chỉ có xào lòng với cả xào thịt thôi ạ. À xào thịt đi. Dạ vâng. À lá mì xào thịt. Rồi cái gì, nãy nói cái gì, ống tre.
À, có bò ống tre, nai ống tre với cả dê nướng ống tre. À, ống tre hay là ống lộ? Dạ vâng, ống lộ. À, ống lộ. Rồi cho gì cái gì trên đây, chân lý mình lên trên đây mình ăn dê các bạn, có đặc sản gì trên đây là đồ núi, đồ vùng núi Tây Nguyên các bạn. Bây giờ cho nai đi. Dạ vâng. Nai ống tre phải không anh? Nai ống tre. Dạ. Rồi gì nữa, cái gì nãy gì trứng kiến gì không? Có bò nướng muối kiến, hoặc là nai nướng muối kiến. Dạ, nai nướng xong rồi chấm muối kiến vàng anh. À, nay nướng chấm muối kiến vàng. Dạ vâng. À, là cái món đó là chung rồi đúng không? Nay ống tre là. Dạ, nay ống tre khác ạ. À. Là nướng trong lô, còn nay đó là nay nướng một cục ấy, giống như là cái gì cũng quên. À, là chấm với lại muối kiến. Dạ vâng. Còn ống tre là mình ăn thôi chứ không có chấm đúng không? Dạ vâng, có gia vị sẵn rồi. Rồi, để xem thử cái gì nữa. Rồi dế gì? Dế rang thôi ạ. À, một cái dế rang lá chanh. Dạ. Rồi cái gì, thêm một cái dê, có dê nướng không? Dạ có dê ống tre với cả dê hấp ạ. Dê ống tre, dê hấp hả? Dạ vâng. Vậy bây giờ em đổi cho anh cái nai là mình sẽ nướng. Dạ vậy là nai nướng phải không ạ? Nai nướng, rồi dạ. Dê là ống tre. Dạ. Rồi, mấy món rồi? Dạ 1 2 3 4 món thôi ạ. 4 món. Dạ. Rồi ăn kèm với gì, cơm trắng đúng không? Có cơm với cả cơm lam ấy. À, cơm nướng trong biết rồi. À, okay. Cơm lam ăn nhiều rồi bạn, giờ còn cơm khác không, cơm trắng hay cơm gì khác không? Giờ chỉ có cơm trắng với cả cơm lam thôi anh. À vậy vậy dạ. Rồi cho một thố cơm trắng đi. Dạ vâng. À rồi gì nữa, để coi thử cái gì đặc sản Tây Nguyên rồi mình gọi, chứ giờ ăn gà nướng nhiều quá. Dạ đó, có miến. Miến thì mình làm gì, cái dìm heo là cái gì em? Dìm heo nướng than là cái gì đây? Là thịt dìm, mà dìm em cũng không biết. Cu đồng, có cu đồng không? Dạ có, cu đồng rang ạ. Cu đồng rang lá chanh. Dạ vâng. Rồi lên cái luôn, lên Tây Nguyên ăn cu đồng luôn bạn. Dạ. Rồi, ok, chứ dạ, vô vâng. Đó đi. Dạ dạ, mình uống gì không anh? Ở mình có rượu cần không? Dạ có, rượu cần loại nhỏ nhất là loại 2 lít ạ. 2 lít? Dạ vâng. Đâu là loại này thì loại 6 lít ạ. 6 lít, à, dạ vâng. Loại nhỏ nhất là 2 lít. Dạ. Rồi 2 lít là bao nhiêu tiền một bình? Menu anh ạ. Đâu để coi, tôi coi, rượu dạ, cần rồi cập nhật giá cho bạn xem chứ giờ. Là rượu nghè hả? Dạ. Rượu nghè nhỏ. Nhỏ nhất hả? Dạ, vâng. Rồi cho một bình rượu nhỏ. Rồi đây này các bạn, đây cái giá rượu cần cho bạn xem nè. Đó. Đây hôm nay mình thưởng thức rượu cần cho bạn nha. Đó, rượu nghè là rượu cần đó, đúng không? Dạ. Rượu nghè rượu cần đó, lớn là 360, còn nhỏ là 100, nhỏ xíu hả? Nhỏ xíu với nhỏ nó khác đúng không? Dạ đủ vừa 2 hoặc là 3 người uống. À, dạ vâng. Là bình nào đâu, bình 2 lít đó đúng không? Dạ vâng ạ. 2 lít là đủ 2 đến 3 người uống. Dạ vâng. Rồi ok, cho bình đó đi. Dạ. Rồi, đó vậy thôi. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Rồi, chuẩn bị bao lâu, bếp là bao lâu là có? Bếp hiện tại cũng nhanh thôi. Dạ, do khách ít. Nếu mà hôm qua anh tới là có múa cồng chiêng với cả múa vòng lên. Ồ yeah. Dạ vâng. Thứ bảy hôm qua là có múa. À dạ. Còn bình thường ở đây có múa không? Ngày thường có, nhưng mà mình phải đặt trước. À đặt trước hả? Ở đây mình có mình phải bút trước một ngày, hai ngày là có. À ở đây có múa lửa không? Hôm qua rồi. Hôm qua rồi. Có múa lửa luôn hả? Có biết là múa nhảy vòng quanh đánh cồng chiêng và có mấy chị nhảy. À đánh cồng chiêng. Đoàn mấy anh này ạ. À rồi. Dạ. Đánh cồng chiêng nhảy bạn ơi, cũng múa lửa bạn. Dạ dạ. Rồi ok, cho bếp chuẩn bị dạ. Tầm khoảng nửa tiếng không? Dạ cũng nhanh thôi. Chỉ còn nay tám với cả ông chơi là hơi lâu anh ạ. À dạ. Rồi ok dạ. Ở đây là có mấy anh chơi đàn nhạc cụ đúng không? Dạ vâng có. À liên hệ cho mấy anh chơi giùm trong thời gian chờ đợi chơi ít bài đi. Dạ. Anh ơi. Dạ chơi giúp em ít bài nhạc Tây Nguyên rồi cho khán giả xem. Dạ. Trong thời gian chờ đợi món làm vài bài Tây Nguyên các bạn. Đó giờ ở đây là có phục vụ cho chúng ta luôn vào những cái ngày gọi là ngày cuối tuần các bạn, cuối tuần thứ bảy chủ nhật này kia là người ta sẽ tổ chức ở ngay quán Play Cồng Chiêng này là sẽ tổ chức văn nghệ đó, văn nghệ để chúng ta thực khách mà khi chúng ta tới chúng ta ăn ở đây á là sẽ được thưởng thức những cái giai điệu của người đồng bào Tây Nguyên. Và ngày thường thì không có bạn, ngày thường thì chúng ta sẽ có cái đội nhạc ở đây, họ sẽ hát để phục vụ chúng ta nếu mà chúng ta thực khách chúng ta có nhu cầu thưởng thức tiếng cầm, tiếng chiêng, tiếng đàn gì của người Tây Nguyên á là người ta sẽ phục vụ cho mình luôn. Và không biết là mình không có thấy là để bạn giá phục vụ như thế nào, có lẽ là chắc là tùy lòng hảo tâm bạn, có nghĩa là người ta chơi cho mình nghe á, rồi mình muốn gửi bao nhiêu thì mình gửi, gọi là tùy lòng hảo tâm thôi bạn, gửi cho ban nhạc bao nhiêu mình gửi. Thì bây giờ hôm nay là sẽ
mình sẽ nhờ với anh sẽ chơi một vài những giai điệu của người Tây Nguyên đó, trong thời gian mà chúng ta ngồi chúng ta chờ đồ ăn lên, chờ bếp người ta lên thì sẽ chơi một vài những cái giai điệu của người Tây Nguyên để gửi cho các bạn xem, chúng ta xem nó là lạ khi chúng ta đến Tây Nguyên. À, ok trời ơi nguyên đồ luôn, hấp dẫn quá. Ngồi đâu anh? Bên này. À dạ bên nào cũng được. Đó bạn thấy không, trời ơi đây cho mấy anh chơi rồi cho khán giả chúng ta xem nè. Đó đây để nước xuống là ghi hình dễ nè. Vâng, xin được hân hoan nha. Xin chào tất cả các anh đến với một không gian văn hóa ẩm thực của quán Phở Lê Cổ Chiên, là một quán nằm trong địa bàn của Phở Lê Úc, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Cũng xin thay mặt cho anh em ban nhạc xin được gửi đến tất cả anh em một ca khúc của nhạc sĩ Nguyên Cường được sáng tác với những ca khúc rất là đời ý nghĩa với cuộc sống hôn nhân gia đình. Đó chúng ta một ca khúc Anh Muốn Sống Bên Em Trọn Đời. Vì ca khúc này dù mùa xuân có tàn phai đi nữa là anh vẫn sống bên anh với anh trọn đời. Dù mùa xuân có tàn phai đi nữa anh vẫn sống bên em trọn đời. Đó là một ca khúc rất là đời ý nghĩa. Trước khi hát xin được gửi đến các anh và gia đình luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Trong cuộc sống luôn gặp nhiều may mắn và trong công việc luôn gặp nhiều thành công. Ôi hay quá. Sau đây năm ca sĩ Y Thuật xin được gửi đến chúng ta. Là anh ca sĩ hát rồi, em mở cái mic cho anh hát cho rõ nha. Rồi ok, đây các bạn chúng ta sẽ thưởng thức giai điệu Tây Nguyên. Rồi. Đi đâu bên à? Đi đâu bên hay đi. Đầy đủ nhạc cụ các bạn thấy không? Đầy đủ nhạc cụ luôn đó. Anh muốn sống bên em trọn đời, như núi Chi Prong đứng bên mặt trời. Từng ngày mặt trời say mê gọi núi. Anh muốn sống bên em trọn đời, như áng mây khát khao bầu trời. Bầu trời của em, tình yêu của em. Mùa xuân ơi, yêu tôi như màu xanh ngàn lá rừng, dòng thương ơi hey yeah. Tình yêu tôi như dòng sông Krông Na tuôn trào, không bao giờ khô cạn. Không khi nào tan phai, xin mãi mãi như con sông dài. Con sông theo em tới nơi chân trời. Ta có nhau, ta sống trong tình yêu mãi mãi. Vì mùa xuân không tan phai. Anh muốn sống bên em trọn đời, như núi Chi Prong đứng bên mặt trời. Từng ngày mặt trời say mê gọi núi. Anh muốn sống bên em trọn đời, như áng mây khát khao bầu trời. Bầu trời của em, tình yêu của em. Mùa xuân ơi, tình yêu tôi như màu xanh ngàn lá rừng, giọt sương ơi hey yeah. Tình yêu tôi như dòng sông Krông Na tuôn trào, không bao giờ khô cạn. Không khi nào tan phai, xin mãi mãi như con sông dài. Con sông theo em tới nơi chân trời. Ta có nhau, ta sống trong tình yêu mãi mãi. Vì mùa xuân không tan phai. Yeah, 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 yeah. Oh, no. Tây Nguyên. Bây giờ có thể là nhờ anh sẽ làm thêm một ca khúc nữa, nó sôi động để khán giả chúng ta xem nó thú vị hơn. Yeah. Xin phép được kể đến gia đình một ca khúc sáng tác của Trần Tiến. Bài hát được mang tên Em Ơi Hãy Cho Tôi Một Đứa Con Trai. Oh. Bài này phải xin vợ, phải xin người yêu của mình nhá. Phải không?
Em ơi cho tôi một đứa con trai. Em ơi cho tôi một thằng đàn ông. Em ơi cho tôi một phút bình bồng. Em ơi cho tôi một thằng con trai. Thằng con trai lên trên giữa rừng. Thằng con trai lang thang biển khơi. Thằng con trai như chim hót gọi bầy. Là con chim không sống trong tù đầy. Em ơi cho tôi một đứa con trai. Em ơi cho tôi một thằng đàn ông. Em ơi cho tôi một phút bình bồng. Em ơi cho tôi một thằng con trai. Thằng con trai lên dãy giữa rừng. Thằng con trai lang thang miền khơi. Thằng con trai như chim hót gọi bầy. Là con chim không sống trong tù đầy. Hãy cho tôi yêu em như những sông non cao. Như bao số rừng già là đàn ông yêu em giữa như cỏ biển. Hãy cho tôi yêu em như những sông non cao. Như bao số rừng già là đàn ông yêu em giữa như cỏ biển. Cho tôi một đứa con trai. Em ơi cho tôi một thằng đàn ông. Em ơi cho tôi một phút bình bồng. Em ơi cho tôi một thằng con trai. Thằng con trai lên dãy giữa rừng. Thằng con trai lang thang biển khơi. Thằng con trai như chim hót gọi bầy. Là con chim không sống trong tù đầy. Hãy cho tôi yêu em như những sông non cao. Như bao số rừng già là đàn ông yêu em giữa như cỏ biển. Hãy cho tôi yêu em như những sông non cao. Như bao số rừng già là đàn ông yêu em giữa như cỏ biển. Yeah. Nhiều con trai. Quá hay luôn các bạn. Xin cảm ơn mọi người. Đó, vừa rồi là chúng ta vừa thưởng thức những giai điệu của người đồng bào Tây Nguyên từ cái tiếng cái này là mình gọi là gõ gì anh? Cajon. Cajon. Đó bạn, nói chung là dân yêu lịch không biết gọi là gì đâu thì thấy anh gõ rất là hay luôn bạn. Đó. À, bên đây là cái gì anh, nhạc cụ đây là gì? Con lắc ren. À con lắc ren. Lắc ren. À là nó giống như là cái người ta gõ bo đúng không anh? Lắc bằng ren. Đó. Đây đàn guitar thì các bạn biết rồi. Đó thì bây giờ là chúng ta sẽ ngồi đợi một xíu thì bếp sẽ chế biến thức ăn lên và sau đó chúng ta sẽ tiếp tục vừa ăn vừa thưởng thức thêm một vài những giai điệu của các anh sẽ trình bày gửi đến cho chúng ta tiếp tục chương trình văn nghệ trong cái buổi tối ngày hôm nay. Rồi ok bạn, đồ ăn lên hết rồi, đó set up đồ ăn lên hết giờ, giờ quay cái bàn lại tại vì có cái khoảng không gian tí nữa là sẽ nhờ mấy anh lên sẽ trình bày cho chúng ta một vài những cái nhạc điều khác nữa bạn. Đó để chúng ta vừa thưởng thức ẩm thực chúng ta vừa nghe nhạc luôn. Đây giới thiệu cho bạn nè, cái này là món món cua bạn. Đó đây là cua đồng nhưng mà nó các bạn thấy làm mà bắt mắt không, khác với lại cua đồng mà chúng ta thường thấy, chúng ta thường ăn đúng không. Đây họ rang lên nè. Rồi món thứ nhất. Món thứ hai đây là món dế. Đây dế bạn. Đó dế chiên giòn rồi nè, rang cái này rang. Còn bên đây là nãy mình gọi là cái gì, thịt thịt nai nướng nè bạn nè. Đó nai nướng chấm với lại cái muối kiến nè bạn. Đặc sản Tây Nguyên rồi muối kiến nè. Đó tí nữa nai nướng chấm với muối kiến. Và bên đây là cái thịt gì mình cũng quên luôn rồi. Đây nai nướng nè. Cái đây là nai nướng bạn. Món hồi nãy không phải nai nướng. Này nai nướng, còn món này món gì thì nãy mình gọi mà quên bà đó cái món tên gì luôn bạn à. Đó nói chung là thịt đặc sản của Tây Nguyên. Và bên đây là thịt ống nè bạn, thịt đây thịt nướng ống tre bạn. Rồi không biết đổ sao luôn mà. Đó
Hôm nay quán rất là đông luôn, quán đây rất là đông, nhờ có một bạn nữ nào để đổ cho chúng ta rồi hướng dẫn cho chúng ta mà. Mà quán đông quá bạn, đó mình phải đổ ra như nè. Đó. Thịt nai thịt gì đổ ra đây bạn nè, thấy chưa? Nướng ống tre á bạn thấy hấp dẫn không? Trời ơi nhìn tôi đổ ra mấy ông, nhìn tôi đổ ra. Đó. Ôi ôi khói bốc lên. Trời ơi. Rồi hấp dẫn chưa? Ôi hết rồi. Đó. Mình sẽ ăn kèm với lại cơm trắng các bạn. Nhưng mà một cái đặc sắc nhất mà bữa giờ các bạn chưa thấy á, chứ là rượu cần các bạn. Đây để ly đây. Cái rượu cần này là người ta làm ủ như thế nào đó thì mình không biết, nhưng mà khi mình uống là sẽ bỏ nước vào trong các bạn à. Bỏ nước vào trong. Rồi mình sẽ ngậm cái ống như này, mình hút rượu cần các bạn. Đó. Đây, tí nữa ăn rồi hút thử cho bạn xem nha. Đó mình ngậm cái ống này mình hút nè. Có nước ở trong này, người ta đã ủ men rồi này kia hết. Khi mà khách dùng á là sẽ đổ nước vào. Còn bình thường là họ sẽ không có đổ nước bạn, họ ủ chỉ ủ sẵn thôi. Rồi ok, thưởng thức cái này cho bạn nè. Trời ơi, bữa giờ ăn nhiều quá rồi nó cấn cái bụng các bạn thấy không? Đây, cái món cua đồng. Giòn giòn. Gia vị thì vừa ăn, nó mặn mặn các bạn. Nó hơi mặn mặn miệng, rất là ngon luôn. Đó. Đây dế nha các bạn, thưởng thức cái dế nè. Họ rang có gia vị hết rồi các bạn. Ôi ôi, thấy chưa, có gia vị hết. Để cái này mình chấm với lại muối kiến các bạn. Nay nướng chấm với muối kiến thử coi tự như thế nào. Đây, chấm cùng với muối kiến. Bỏ. Cái thịt ra người ta cũng đã ướp gia vị trong đó các bạn, ướp gia vị trong đó rồi. Chấm cái muối kiến nó mặn mặn, nó rất là lạ miệng luôn, ăn rất là ngon luôn các bạn. Ngon hấp dẫn không, rất là ngon luôn. Mặn mặn nó có một chút gì đó nó chua chua các bạn, nó chua chua. Rồi vừa ăn vừa nói mình sặc nó muối luôn các bạn. Đây là thịt nướng ống tre này, thịt nai thịt gì nãy mình gọi mình cũng quên luôn nha các bạn. Đó, ăn kèm với lại xì dầu nước tương á. Không biết luôn con nè. Đó, nó đang nghiêng. Phải. Còn hút là phải quỳ vậy. Ngồi bệt theo kiểu cũng được đang nghiêng các bạn. Đó. Hút à. Trời, tôi không uống rượu được với ông. Mà nó ngon với ông à. Nó rất là ngon luôn. Nó ngọt ngọt nha. Nó ngọt ngọt, dễ uống lắm. Trời ơi nó ngon ngọt. Rồi tiếng nữa xong cái này chắc xỉn luôn rồi. Tại không uống rượu được. Không uống rượu được bạn, nhưng mà rượu cần ở đây cảm giác nó rất là ngon miệng luôn. Mình uống vào nó ngọt ngọt. Như là ở miền xuôi mình là có cái món gọi là món nước cơm rượu các bạn. Đó, uống vô nó ngọt ngọt. Nó rất là dễ uống luôn. Nhưng mà không biết có say không thì trước giờ có uống rượu. Trước giờ chưa hề uống rượu luôn. Như giờ lên Tây Nguyên thưởng thức thử rượu cần cho các bạn, ghi hình cho các bạn xem. Nó hy sinh luôn, hy sinh vì nghệ thuật. Thưởng thức rượu cần rất là tuyệt vời các bạn, thì một bình như vậy là dành cho 2-3 người uống. Theo như mà những cái lịch tìm hiểu á, là khi mà chúng ta uống hết cái lớp nước mà đổ vào á, chúng ta uống hết cái lớp nước đó là sẽ chăm một cái lớp nước khác. Thì một bình như vậy là mình chăm tầm khoảng cứ 2-3 lần là nó bắt đầu nó nhạt dần các bạn. Nhạt dần là lúc đó là bỏ. Đó, tí nữa uống hết rồi mình khui chăm coi thứ có gì họ ủ bận gì ở trong cho bạn xem nha. Rồi bây giờ thưởng thức ẩm thực và sẽ nhờ mà mấy anh chơi cho chúng ta một vài những cái nhạc điệu để chúng ta nghe nữa. Anh ơi, em nhờ xíu có thể chơi giúp em một vài những ca khúc cho khán giả nghe không? Dạ. Đó, nhờ mấy anh lên các bạn. Đó, giờ mình ngồi mình thưởng thức ẩm thực rồi. Mấy anh lên sẽ chơi nhạc cụ rồi này kia cho các bạn xem đó. Làm miếng cơm bạn. Trời ơi, hấp dẫn quá. Thấy đi Tây Nguyên đồ hoành tráng các bạn đó. Vô quán gì đây, play cồng chiêng rồi chơi nhạc cụ dân tộc đó, nhạc cụ của người đồng bào. Dế này rất là ngon nha các bạn ơi. Dế với cua đầm rất là ngon luôn, giòn giòn bạn. Giòn đụm luôn các bạn thấy không, giòn đụm luôn. Rồi ăn cơm với là thịt nè. Này thịt gì đây mình quên luôn rồi, mình gọi mình thấy họ làm ra mình quên tên thịt gì luôn rồi. Ngon, ôi hấp dẫn quá. Đó. Em ơi nhờ chứ, cái rượu cần đây là mình pha với gì đây? Rượu đây hả?
Ờ, con cần ủ sao được phải sao? Trời uống mới mấy ngụm lon lon vậy. Hả biết không? Ở bên trong là ủ gì không đây? Dạ, con không biết uống ạ. Không biết là rượu này làm sao? À bạn không nghe được bạn. Nó nhanh quá bạn. Rồi ok anh cảm ơn nhá. Rồi lên mấy anh lên luôn. Dạ. Ok lên lên. Đây, à, vừa rồi mình ngưng máy rồi để mấy anh xuống nghỉ ngơi cho trong thời gian mà chờ đồ ăn lên đó. Rồi bây giờ dạ mời mấy anh. Dạ. Đây. Em giúp em cái biết. Dạ. Đó bây giờ chị thưởng thức nha các bạn, thưởng thức qua văn nghệ nè. Rồi. Anh nào hát đây em đeo cái mic á. Rồi ok. Đó trời ơi đuổi ca sĩ các bạn. Cho em đeo cái mic nha. Dạ rồi cảm ơn anh. Đó chúng ta sẽ ngồi. Anh mình sẽ thưởng thức ẩm thực và các anh sẽ chơi nhạc cho chúng ta nghe. Dạ. Rồi mấy anh chơi tự nhiên nha. Xin chào. Ok. Sau đây xin được gửi đến chúng ta một ca khúc dân ca dân tộc Bản Nào với những ca khúc Cúc Cung, đó là con chim dễ thương của người dân tộc Bản Nào, một tiếng hot rất là hay, một tiếng hot mà các nhạc sĩ người ta viết vào một bài hát. Và sau đây xin mời chúng ta lắng nghe một ca khúc, một giai điệu dân ca dân tộc Bản Nào. Dạ, con chim dễ thương anh. Con nó dễ thương thiệt không? Dễ thương. Rồi ok. Do người núi rừng Tây Nguyên đất đỏ Ba Gian này sáng tác ca khúc này, đó là nhạc sĩ ca sĩ Phiêng được sáng tác của nhóm Ba Gian. Ôi hay quá, bây giờ tiết mục này hấp dẫn các bạn. Giờ anh hát là sớm, giờ anh hát là mà có thể khen cổ rồi, bởi anh làm miếng rượu cần các bạn. Đây mình sẽ bởi anh cái ống mình chưa hút ra đó. Đây anh đã làm biết anh cái ống mình kia đó không biết rồi. Rồi ok đây. Trời ơi, chăm sóc ca sĩ để các bạn nghe rồi hấp dẫn nhá, đó đó coi. Ôi đã các bạn thấy nào, hấp dẫn lắm đó, chỉ có kênh Nhật Kiếm Lịch tạo ra những khoảnh khắc vui vẻ rồi thú vị các bạn xem chứ. Rồi mình tiếp tục mình gửi đến một vài những cái ca khúc khác mà về núi rừng Tây Nguyên để khán giả xem anh nhé.
Đó, ngồi thưởng thức ẩm thực rồi nghe cái anh chơi văn nghệ bạn thấy không? Hấp dẫn chưa? Trời ơi, lên Tây Nguyên quậy tưng Tây Nguyên vậy bạn. Ngoài Bắc rồi đi Bắc đã bạn thấy rồi, giờ lên Tây Nguyên quậy tưng Tây Nguyên. Sau đây anh em ban nhạc của quán Bar Lề Cổng Chiêng cùng được xin gửi tới các anh mở một ca khúc, đó là một ca khúc sáng tác của nhạc sĩ Yvonne Kassor mà nói về người cha. Chúng ta đều sinh ra người mẹ thân yêu và người cha dấu yêu của chúng ta. Một ca khúc rất là đời ý nghĩa, nói về cuộc sống của người cha vì hoàn cảnh gia đình không mang rời, không mang dép lên nương và lên rẫy vì cuộc sống. Đó là một ca khúc Đôi Chân Trần do nam ca sĩ Ethel cùng anh em hoặc là cùng ok, thưởng thức các bạn. Đó, đây các bạn thấy cái không gian cho ta ngồi thưởng thức ẩm thực rồi uống rượu cần này kia, nghe nhạc của nhạc điệu những cái ca khúc của người đồng bào Tây Nguyên rất là hấp dẫn, các bạn thấy thú vị không? Đó, cái series của nhạc du lịch đó, đó ăn chơi hoành tráng gì các bạn. Đó, ăn chơi ghi hình cho bạn xem thôi. Tôi muốn quên đi tháng với ngày cha đi lượm quả ngọt rừng cho con đỡ đói qua đêm. Tôi muốn quên đi đôi chân trần, cha đi lượm từng hạt thóc cho con một bữa cơm chiều. Ôi ngày tháng vai gầy run run tờ bao hàng cây, ôi thời gian hãy quên đi đôi chân còng kềnh cha đi giữa rừng hoang vu, lưng cha đi đội nắng gầy hôi tóc bạc tựa trăng soi cả cuộc đời và cả một đời đôi chân trần. Cha đi lượm quả ngọt rừng cho con giờ đói qua đêm. Tôi muốn quên đi đôi chân trần, cha đi lượm từng hạt thóc cho con một bữa cơm chiều. Vào hàng cây, ôi thời gian hãy quên đi đôi chân cồng kềnh cha đi giữa rừng hoang vu, lưng cha đi đội nắng gầy hôi tóc bạc tựa trăng soi cả cuộc đời và cả một đời đôi chân trần. Tuyệt vời. Họ lại theo dẫn chưa? Trời ơi. Thì ngoài hai ca khúc này thì anh có thể gửi đến khán giả một ca khúc nào nó mang đậm cái bản sắc của người Tây Nguyên, một cái giai điệu mà nó gắn liền với lại núi rừng Tây Nguyên và con người Tây Nguyên. Sau đây xin được gửi đến chúng ta một ca khúc rất là mộc mạc với con người Tây Nguyên. Sau đây là một ca khúc Đêm Sang Tây Nguyên. Yeah. Nếu mà anh mà hôm qua anh đến á, yeah, với những giai điệu cổng chiêng rất là mộc mạc, yeah, nghe rất là vang, mang đậm chất của con người Tây Nguyên,
với những đốt lửa trại là múa xoang. Tại vì cái giai điệu cổng chiêng Tây Nguyên là một nốt nhạc, điệu xoang của họ cũng là một nốt nhạc, họ cầm tay nhau gọi là thể hiện tình đoàn kết, múa xoang các chàng trai cô gái. Mà trước đây á là cái múa xoang đây là nó rất là đời ý nghĩa với chàng trai cô gái, mà thời chưa có Zalo, Facebook, họ cầm tay nhau, họ cầm tay nhau, họ múa xoang, họ trò chuyện, thế nên là họ phát sinh từ tình cảm, tình yêu của họ và tình cảm bạn bè từ làng này sang làng kia, nhất là lễ gọi là ở đây gọi là lễ ba thi, gọi là lễ bò má và lễ đâm trâu và các ngày lễ hội khác, cho nên là họ muốn họ xoang phát gọi là phát sinh tình cảm từ đó. Sau đây chúng ta cùng hát đêm xoang Tây Nguyên. Đêm xoang Tây Nguyên, là anh tiếp tục trình bày luôn đúng không? Rồi ok, để em mượn cái mic cho anh hát cho rõ tiếng nha. Dạ. Lại tiếp tục thưởng thức tiếp cùng một ca khúc khác các bạn. Bây giờ có thể là Nhật Kim Liệt sẽ đứng để mà hòa cùng với lại các anh chơi nhạc luôn, ngồi thấy nó kỳ quá các bạn. Đó. Những bàn chân sần trên đất, bước đi rộn rã bồi hồi, tiếng hú bay xa chín xôi mười đôi tay còn cong chiêng. Đêm nay không thương đêm xuống veo xuống veo, nhà trong vật đông anh lừa cô gái xa rai. Hát câu gì mà sẵn yêu đi. Siêu quần lâu năm cất từng đầy mắt em, anh biết cần mà không dám muốn để xoáng nhịp nhàng dòng người sóng xanh. Anh cứ sợ mình làm mất nhau thôi. Hey hey, nhà sống bập bông anh lừa. Tôi còn lâu năm cất chừng đầy mắt em, anh biết cần mà không dám muốn để xoáng nhịp nhàng dòng người sóng xanh. Anh cứ sợ mình làm mất nhau thôi. Bàn chân sần trên đất, bước đi rộn rã bồi hồi, tình ngũ bay xa chín xôi mười đôi cây còn không chia. Đêm nay cùng thương đêm sông veo nhà sông bập bông anh lừa cô gái xa rai. Hát câu gì mà chẳng du lì. Ê hê, nhà sông bập bông anh lừa. Từ phần lâu năm cất chừng đầy mắt em, anh biết cần mà không dám muốn để xoáng nhịp nhàng dòng người sóng xanh. Anh cứ sợ mình làm mất nhau thôi. Hey hey, nhà sông bập bông anh lừa. Từng lâu năm cất chừng đầy mắt em, anh biết cần mà không dám muốn để xoáng nhịp nhàng dòng người sóng xanh. Anh cứ sợ mình làm mất nhau thôi. Rồi. Nghĩa là cuối gọi là cuối cùng bài hát là anh vít cần là không dám uống, là chàng trai rất là ngại. Rất là ngại. Đầu tiên là cô chàng trai cô gái này gặp nhau, cô gái là rót rượu cho chàng trai, không phải là chàng trai làng mình đâu, chàng trai làng khác, họ rất là ngại.
À, cho nên là anh viết cần mà không dám uống, sợ mình mất nhau. À dạ. Sợ say là mất nhau. À, đó thú vị các bạn thấy không? Những cái giai điệu mà những cái câu từ nó vô cùng là mộc mạc, giản dị, nó rất là dễ thương, nó gắn liền với cái cuộc sống của người Tây Nguyên ở đây. Nói về chuyện tình của chàng trai và cô gái đúng không anh? Ừ. Đó, rất là thú vị. À, thì bây giờ thì Nhật Ký Du Lịch sẽ tạm khép video tại đây luôn. À, giờ thì cũng trễ rồi, để các anh nghỉ và chúng ta sẽ thưởng thức tiếp ẩm thực. À, sau đó sẽ tiếp tục vào một cái series ngày mai, tiếp tục ghi hình những cái điểm khác cho bạn xem. Rồi, cảm ơn anh nha. Ôi, xin dạ. Cảm ơn anh được lắng nghe với những ca khúc của mang đậm chất của Tây Nguyên. Dạ, cảm ơn. Rồi, chúc sức khỏe. Chúc các anh luôn có nhiều sức khỏe để mang đến những lời ca tiếng hát phục vụ cho những người yêu âm nhạc. Dạ rồi, cảm ơn. Bắt tay từng anh luôn ạ. Đó, đây. Dạ, cảm ơn. Rồi, chào nha. Cảm ơn anh nha. Dạ. Dạ. Rồi, đây đem lại nha. Rồi, ok. Rồi, chào anh nha. Rồi, chúc sức khỏe nha. Ok bạn, bây giờ sẽ tiếp tục thưởng thức ẩm thực. Đó, vừa rồi là mình ngồi, nhưng mà thật sự mà nói sẽ thật sự là thiếu sót nếu như mà chúng ta vừa ngồi ăn như thế này mà các anh ở sau với anh chơi thì nó có một cái gì đó nó thiếu tế nhị bạn, cho nên là thiếu lịch rồi. Cái đoạn đầu là ngồi mình thưởng thức một vài món để bạn xem, để các anh biểu diễn văn nghệ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức ẩm thực. Và có lẽ là Nhật Ký Du Lịch sẽ khép máy để thưởng thức ẩm thực, sau đó là đóng video tại đây luôn các bạn. Ở cái video sau thì sẽ tiếp tục ghi hình cho các bạn một vài những điểm du lịch ở Gia Lai nữa. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video tới thời điểm hiện tại. Và đừng quên để lại cho Nhật Ký Du Lịch một đăng ký kênh, bật cái chuông thông báo để đồng hành cùng với Nhật Ký Du Lịch trong những video sắp tới. Sẽ còn rất là nhiều những video thú vị, hấp dẫn, hay ho phía sau nữa, ăn chơi, nhảy múa ở các tỉnh mà Nhật Ký Du Lịch đến. Luôn cố gắng sẽ mang đến những cái gì đó mới mẻ, những cái gì đó vui tươi và tạo cái không khí nó thật là sôi động, để chúng ta sau một ngày thì làm việc vất vả ở bên ngoài á, thì chúng ta xem cái video của Nhật Ký Du Lịch sẽ cảm thấy thoải mái và thư giãn nhất. Còn bây giờ thì Nhật Ký Du Lịch sẽ khép video lại tại đây để camera dùng bữa cùng với Nhật Ký Du Lịch, anh em sẽ ngồi với nhau một xíu. Ok, cảm ơn các bạn.